Vâng, bây giờ tôi sẽ test băm cây chuối này cho các bạn xem nhé. Và đây là thành quả của chuối. Băm rất nhỏ, đều, mịn và không chảy nước. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là chiếc máy băm chuối Takeo. Chiếc máy này có thể băm được rất là nhiều loại nguyên liệu, ví dụ như là chuối, rau bèo, chọc mùng, rau muống. Tiếp theo tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem thử nguyên liệu đầu vào và sản phẩm ra như thế nào nha. Đầu tiên thì ta sẽ cấp nguồn điện cho máy, sau đó bật CB để cho máy hoạt động. Tiếp theo ta sẽ cho nguyên liệu vào. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Chuối, bèo, rau muống đều được băm rất là nhỏ và đều.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cấu tạo bên trong hệ thống lưỡi dao của máy như thế nào nha. Vâng, và đây là cấu tạo hệ thống lưỡi dao bên trong máy, gồm một lưỡi thái bằng thép đặc và 18 lưỡi dao băm bằng thép inox chống rỉ. Bên dưới thì ta có hai thanh gạt để khi mà nguyên liệu vào băm nhuyễn rồi thì nó thể gạt ra ngoài. Máy thiết kế rất là chắc chắn. Thùng máy thì được làm bằng thép mạ kẽm dày 2 ly 2. Khung của máy thì được làm bằng sắt V4 dày. Máy có hệ thống bánh xe và tay đẩy, rất tiện di chuyển. Máy sử dụng động cơ 100% dây đồng, có công suất là 3 kW, 4 HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Motor của máy được bảo hành 18 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đầu. Máy tích hợp thêm CB chống giật, an toàn cho người lao động. Máy sử dụng trục bảng đạn của Nhật, dây cua lõi B, bánh xe bằng cao su. Sau khi máy sử dụng xong á, thì ta có thể vệ sinh máy bằng cách tháo nắp ra và xối nước trực tiếp vào đây. Máy sẽ rửa sạch và ra bằng đường thoát này. Hệ thống nắp của máy á, thì có 4 thanh gài rất là chắc chắn. Dùng xong thì các bạn có thể cuốn gọn dây điện lại và đưa chiếc máy này của mình vào trong kho để tránh mưa gió ẩm ướt. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu xong chiếc máy băm nghiền Takeo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.